Xin chào mọi người đã đến với kênh PNDC, kênh giải trí về game Liên Quân với những kèo 5v5 đỉnh cao, 1v1 cực kỳ căng thẳng và hấp dẫn. Ngoài ra cuối clip sẽ là event khá là vui. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và sau đây sẽ là diễn biến trận đấu, mời mọi người cùng theo dõi. Giới thiệu qua về đội hình hai bên thì ở khu vực đường top sẽ là kèo Florentino đối đầu với Jena. Ở khu vực đường mid sẽ là kèo Dirac đối đầu với cả Lidiana. Ở khu vực đường rồng sẽ là kèo Ibanez, Violet đối đầu với cả Arum cũng như là Lavi. Và ở khu vực đường rừng sẽ là kèo mình cập P đối đầu với cả Tulen. Và sau đây sẽ là diễn biến trận đấu, mời mọi người cùng theo dõi. Sau đây là một tình huống lên ganh vào vị trí của Tulen khi mà nhận thấy là Tulen cùng Yana đang combat khá là căng. Và sau đó mình di chuyển xuống khu vực đường rồng, chuẩn bị ăn rồng cũng như là bắt vào vị trí của Lidiana. Thì Lidiana đang cố gắng lùi về với lượng máu khá là thấp và quay lại phản đam khá là gắt. Sau đó mình đã phải nằm xuống, Ivan Delta cũng đang phải lùi về và khả năng tất cả là cũng đã phải nằm xuống. Tiếp theo đó vẫn là ở khu vực hang rồng khi mà hai team đang tổ chức combat khá là căng ở khu vực này. Floor Delta trên đường top thì vừa phải nằm xuống, mình vừa có một pha gọi là bay vào vị trí của Arum team bạn, nhưng mà Arum đang thể hiện cái sự trâu bò của mình và tiễn mình lên bảng điểm số. Nên team ta vẫn đang cố gắng bắn gây sát thương. Sau đó là một tình huống đang ăn con bùa đỏ thì nhận thấy là Jena đang combat với cả Florentino, thì mình có một pha gọi là lao ra và tiễn Jena team bạn lên bảng điểm số ngay sau đó. Jena đang khá là hổ báo khi mà solo Floor. Tiếp theo đó là một tình huống 3-2 ở khu vực đường top khi mà Floor đang có ý định bắt vào vị trí của Tulen nhưng mà đã bay màu ngay lập tức. Tiếp theo đó là SP Delta và sau đó là mình cũng đã bị ăn quả lôi điệu của Tulen với lượng máu khá là thấp, thì một trưởng của Lidiana đã tiễn mình lên bảng điểm số ngay sau đó. Một pha gọi là 3-0. Tiếp theo đó là một tình huống di chuyển hang rồng để bắt vào vị trí của Lavi khi mà nhận thấy là Lavi đang khá là thấp máu. Sau đó mình đang dồn ra combo vào vị trí của Arum nhưng mà Arum đang khá là trâu bò nên là mình đã lùi về. Sau đó giật về phần rừng, farm vào con quay rừng thì Tulen đâu lao tới và cho mình một quả lôi điệu tiễn mình lên bảng điểm số ngay sau đó. Tình huống gọi là cố quá thành quá cố đến từ bên. Sau đó là một pha gọi là farm con bùa đỏ thì bị Jena team bạn là tung nguyên một combo không trượt quả nào và tiễn mình lên bảng điểm số. Một tình huống gọi là chưa check map nên là hơi bị đen đến từ bên. Sau đó là một tình huống tranh chấp ở khu vực hang rồng khi mà team ta với 4 thành viên ở khu vực này. Lavi còn khá là thấp máu thì không lùi về nhưng vẫn cố để bắn nên là đã phải lên bảng điểm số ngay sau đó. Tiếp theo là một tình huống ở hang mùa xanh khi mà Jena team bạn đang chảy phối cố gắng cướp đi con blue của mình nhưng mà đã phải lên bảng điểm số khi mà mình cho nguyên một combo. Sau đó là một tình huống mình di chuyển ra mid để bắt vào vị trí của Lavi. Với lượng máu khá là thấp thì mình cố gắng quay lại có quay cũng như là trả sát thương vào vị trí của Tulen được tí nào hay gì đấy, còn chắc chắn là pha vừa rồi mình sẽ phải nằm xuống. Sau đó là một tình huống combat ở khu vực đường mid khi mà Lavi team bạn đang bắn vào FP team ta khá là nhiệt tình. Mình bay vào và tiễn Lavi lên bảng điểm số. Tiếp theo đó thì đang bị Lidiana hóa răng cáo và là cào trên quả nào. Mình cũng đang cố gắng phản đam và một pha gọi là double kill dành cho bên. Team bạn hiện tại đang mất 4 thành viên. Tulen đang cố gắng chạy khi mà bị Floor đuổi. Mình thì không đuổi vào vị trí của Tulen mà trực tiếp di chuyển lên phía nhà chính của team bạn. Trận đấu khả năng là sẽ kết thúc tại đây khi mà team bạn cả 5 thành viên đều đã phải lên bảng điểm số. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.